đi đi gần mà đi nhanh coi, chạy đi. Chị đi rồi chị bỏ đồ của tôi. Đi bao lâu rồi? Mấy hai chục năm chị nó đau đi bộ. Rồi bây giờ đi đi mọi người tránh đi. Ví dụ đi thì đi xa không được, đi gần được. Đi gần mà đi nhanh coi, chạy đi. Chạy sao được? Chạy sao được? Chạy sao được? Quay lại. Rồi đi. Rồi đi khó khăn vậy đó hả? Rồi mới mười mấy em chúng ta mình tới đây làm cái này mà vẹo hết cả người lưng gù nữa không phải? Rồi lưng gù. Đọc ngồi nhỉ? Rồi lên phụ giùm chú thầy nhé. Anh ui dạ. Ui dạ. Rồi làm gì em? À, chị học mấy ngày rồi? Rồi bữa nay nhìn ăn chưa? Rồi nhà quê đâu lại? Quảng Ngãi vô đây phải không? Quyết tâm nha. Trời ơi. Rồi nhà làm nghề gì? Phải nói gì thôi, phải chủ dừa cá. Cố gắng lên. Sâu vào, hít sâu vào đi. Sâu vào, hít sâu vào, hít sâu vào. Hớp vào, hớp vào. Hấp sâu vào. Lúc nào đó mọi người cứ hít thật sâu vào. Cho thiền ăn đi. Khi đau hít thật sâu vào. Đủ oxy sẽ giảm đau. Nửa ra. Chui hai tay xuống. Tư giãn. Nhắm mắt. Chua. Rồi, coi vậy. Nằm nghiêng qua. Rồi. Quay đây. Đấy, rồi, thầy. Rồi, rồi cô qua bây giờ đứng dậy đi. Đi. Rồi, bây giờ đi bánh bảo được rồi đó. Mọi người thấy mà đi khác em. Rồi, đi nhanh lên. Rồi, chạy luôn đi cô, chạy luôn. Chạy qua đây. Chạy. Chạy lên. Rồi, chạy lại đây. Cô chạy lại đây coi. Rồi, có vui không cô? Dạ vui, mừng quá. Mừng quá. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.